Setup công ty và vận hành công ty bài bản. Bước 1 thì là các anh chị về rà soát, đánh giá lại công ty của mình. Đánh giá toàn diện tất cả các khía cạnh. Xem chúng ta cần phải làm những gì, cần phải cải thiện gì, cần phải tái cấu trúc ở đâu. Cái gì chưa setup được thì tiến hành setup mới. Và cụ thể, cái tiến trình rà soát như vậy nó bắt đầu từ những chuyện vô cùng đơn giản thôi. Hồ sơ pháp lý ổn hay chưa? Hồ sơ tài sản ổn hay chưa? Hồ sơ góp vốn cổ đông ổn hay chưa? Điều lệ công ty, rồi những cái chuyện về các cái hợp đồng và thủ tục hồ sơ ban đầu. Thứ hai đó là đánh giá xem là mình đã có được một bộ chỉ số để đo lường cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình hay chưa. Một bộ chỉ số đấy thì ở khu vực tài chính nó có khoảng, các anh chị chọn từ 4 đến 6, tôi sẽ gửi, nhưng chúng ta lưu tâm lại như vậy là có từ 4 đến 6 cái chỉ số. Khu vực nhân sự nó có vài chỉ số, quản lý quy trình nó có vài chỉ số, học tập phát triển nó có vài chỉ số, được gọi là bộ KPI, đo lường sức khỏe. Lấy cái đó áp vào với tình hình hiện tại, ta sẽ thấy rằng sức khỏe doanh nghiệp ta đến đâu, để biết rằng cái chỗ nào cần phải sửa chữa nhiều nhất, cần phải tái cấu trúc nhiều nhất. Và liên quan đến chuyện setup công ty và tái cấu trúc thì xin thưa với các anh chị, nó có một cái vị trí công việc và nó có một cái nhân sự ấy, là cần phải cho vào tái trước. Đối với các anh chị biết đấy là ai? Giám đốc. Muốn tái gì thì tái, chứ giám đốc là cứ phải tái trước. Bởi vì ông hô hào nhân viên của ông là em ơi kế hoạch đâu, báo cáo đâu, nhưng nó gửi báo cáo ông không thèm đọc. Bản thân ông cũng không lập kế hoạch, ông cũng không thay đổi phương thức quản lý vận hành của ông, đúng không ạ? Và nhưng mà anh bận lắm. Nếu ông bận đến mức mà ông không thu xếp được thời gian, nghĩa là ông rất có vấn đề trong quản trị thời gian, trong quản lý thời gian của cá nhân ông đó. Và anh bận lắm, anh suốt ngày thì tiếp khách, anh đi đối tác, anh đi khách hàng, anh không có thời gian để làm cái việc đấy. Xin thưa với anh là nếu như anh rơi vào tình trạng như vậy là anh đã không bố trí thời gian hợp lý. Vậy muốn bố trí thời gian hợp lý, chúng ta quay về khung mô hình kinh doanh, đâu là hành động chủ chốt phải làm. Vì thế, thì bước tiếp theo, nếu công ty đã hoạt động rồi thì bây giờ định hình lại cái chiến lược chúng ta sẽ đi. Nếu công ty mới bắt đầu làm thì xác lập chiến lược từ nay trở đi. Nếu công ty đã làm rồi mà không lớn được thì gì? Nghiên cứu, cải tiến và thay đổi chiến lược. Ví dụ tôi làm xây lắp 10 năm rồi, bây giờ cái ngành của tôi cảm thấy rất bất ổn và cái tiềm lực của tôi nó không còn phù hợp nữa. Vì lúc trước có mấy anh em nó rất là thành thạo nghề, cũng như các quan hệ tốt, bây giờ cái nguồn lực nó không còn phù hợp với chiến lược đó nữa. Tôi có nên gì ạ? Trong khi đó trong quá trình làm tôi phát hiện thấy là tôi có thiên hướng và năng khiếu, nguồn lực, quan hệ để có thể mở rộng ngành, quanh trục, hay là gì ạ? Thay đổi hẳn thành một cái cơ sở đầu tư kinh doanh khác. Đấy là cái suy nghĩ tiếp theo mà chúng ta phải tính đến. Còn khi xác lập chiến lược của công ty thì nhớ cho tôi hãy bắt đầu từ khung mô hình kinh doanh và nguồn lực trước. Sau đó chúng ta xác lập chiến lược cấp công ty, mà đã là chiến lược cấp công ty thì nó phải được ổn định một cách tương đối trong một khoảng thời gian đủ dài. Tức là hãy đưa ra một tầm nhìn dài cỡ từ 3 đến 5 năm tới. Cũng không nên đưa ra tầm nhìn dài quá làm gì cả, bởi vì bối cảnh bây giờ nó thay đổi liên tục. Kế tiếp là xác lập chiến lược cấp công ty, cấp kinh doanh. Đó là tôi sẽ tạo các sản phẩm dịch vụ bằng phương thức nào, tôi sẽ làm toàn bộ hay outsource một phần. Có sản phẩm dịch vụ đấy rồi tôi sẽ bán và phân phối nó bằng kênh nào, gọi là chiến lược bán. Bán cho nhóm khách hàng nào, phương thức bán ra làm sao, ở những kênh nào, thông qua đại lý ký gửi hay tôi tự tổ chức kênh bán. Bán online là chính hay bán offline là chính, nếu online thì kênh nào cụ thể, vân vân. Thì cái đấy gọi là chiến lược bán. Chính sách giá ra làm sao? Bởi vì nếu các anh không có hoạch định từ cái chiến lược bán như này thì rất có thể đôi khi các anh không tối đa hóa được cái lợi ích. Tối đa hóa lợi ích nó không phải chỉ tính lợi nhuận trên một đơn hàng, mà người ta còn phải tính đến cái thời gian thu hồi vốn đủ nhanh để tiếp tục đưa vốn vào quay vòng. Cho nên điều đó nó lý giải là các anh chị thấy là cái điện thoại di động là cái thứ mà nó gắn với anh chị hàng ngày. một cái model nào đó trước khi nó mới ra đời, nó bán cho chúng ta 20-30 triệu, đúng không? Sau một cái khoảng thời gian nhỏ rồi, sau một khoảng thời gian dùng rồi mà người ta mua rồi, thì nó lại bán cho chúng ta một cái giá thì tương đối thấp. Điều đó có nghĩa là gợi ý cho các anh chị một cái chương trình chiết khấu và giảm giá cho khách. Hay là ví dụ một cái shop thời trang, anh chị nào đây có kinh doanh về thời trang, thì ví dụ bây giờ tôi nhập một lô hàng về 1000 sản phẩm mà bán đến 500 là tôi hòa vốn rồi, bán đến 700 là tôi đạt được lợi nhuận mục tiêu. Vậy thì từ cái thứ 701 là tôi bán gì? Xả kho. Để làm sao? Tiếp tục quay vòng. Nhưng thông thường chúng ta không bao giờ làm được chuyện đấy vì tham. Vì chúng ta nghĩ rằng là hàng này tôi mua 8, tại sao bây giờ bán 7 được? Đúng không ạ? Ông hòa ở 500 sản phẩm kia rồi kìa. Chứ không phải cứ tôi mua 8 thì chắc chắn tôi phải bán 8,5 hoặc 8,9, rõ chưa nào? Như vậy người ta phải tính ra được một kịch bản tài chính trên cả gói hàng, trên cả quy mô công ty, chứ không tính đơn lẻ trên giá mua và giá bán. Thì đấy là chiến lược thứ hai ở cấp điểm, cấp kinh doanh. Chiến lược cấp thứ ba là chiến lược cấp chức năng. Tài chính bao gồm hai phần: tài chính kinh doanh và chiến lược nguồn vốn. Thứ hai là chiến lược về nhân sự. Thứ ba là gì? Marketing. Thứ tư là nghiên cứu phát triển. Một bộ như thế. Đừng nghĩ cái đó là xa vời. Hãy viết làm thế nào trên một trang giấy nó cụ thể con đường nó sẽ đi. Thì phương thức là như thế. Bây giờ cụ thể đi vào từng việc. Thế nhưng song song với cái việc định hình đó thì nó có cái việc đầu tiên chúng ta phải làm. Ở đây có anh chuẩn bị khởi nghiệp ở tuổi 59, xin thưa với anh rằng cơ cấu sở hữu và mô hình tổ chức hoạt động là cái thứ mà phải hoạch định sớm, rất sớm. Nhưng chúng ta lại thường làm việc này rất thiếu đồng bộ. Thế nào mà làm việc này rất thiếu đồng bộ? Chúng ta mới nghĩ là công ty của mình như thế này, bây giờ cần phải thiết kế cái cơ cấu tổ chức. Chúng ta bước vào văn phòng của nhiều công ty, chúng ta sẽ thấy có cái sơ đồ tổ chức nó dán luôn ở cái chỗ cửa vào, phải không? Nhưng khi mọi người nhìn vào, mọi người có thấy là nó có vẻ giống như sơ đồ chỗ ngồi hơn là một sơ đồ tổ chức. Có đúng thế không ạ? Thứ hai nữa là cái sơ đồ chỗ ngồi và cái sơ đồ người ta, cái khung mô hình người ta vẽ lên như thế, nó không đi theo một cái triết lý hoặc một cái chiến lược định trước, mà chủ yếu là sơ đồ sắp xếp quyền lực, chứ không phải sơ đồ cơ cấu tổ chức. Và khi động đến sơ đồ cơ cấu tổ chức rồi, chúng ta phải bắt đầu từ cơ cấu sở hữu. Anh sẽ nắm giữ tối đa đến bao nhiêu thì huy động vào, vốn nào thì là vốn liên kết liên doanh. Thế rồi định rõ ra về mặt pháp lý thế nào là liên doanh, thế nào là liên kết, thế nào là liên danh, thế nào là hợp tác kinh doanh, và hợp tác kinh doanh thì thế nào là chia lợi nhuận, thế nào là chia doanh thu, pháp lý thế nào, hợp đồng ra làm sao, thuế má làm sao, hóa đơn đẩy dòng kinh doanh chảy thế nào, v.v. Và khi thiết kế cái mô hình cơ cấu sở hữu và mô hình tổ chức hoạt động này, phải thiết kế đủ các cấp như sau. Đầu tiên là sơ đồ tổ chức cấp công ty. Sau đó đến gì ạ? Sơ đồ tổ chức cấp phòng và bộ phận. Sơ đồ là cái thứ nó trực quan, nhưng nó phải kèm theo chỉ dẫn và phân công công việc trong cái sơ đồ đó luôn. Và nếu anh chỉ vẽ cái sơ đồ thôi thì nó không đủ, anh phải cụ thể hóa đến chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban bộ phận. Khi thiết kế đến chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban bộ phận như thế thì nó phải gắn kèm theo 3 cái thông số nữa: vai trò của thằng trưởng phòng, trách nhiệm của nó và quyền hạn. Nếu làm cái này không cẩn thận thì nó dẫn đến việc người ta có chức nhưng không có quyền, người ta có danh và không có thực quyền. Vì cái thứ đó nó không thể tồn tại một mình, tức là sơ đồ tổ chức và phân rã công việc nó không thể tồn tại một mình. Nó phải đi kèm với một thứ nữa ở chuyên đề kế tiếp đó tôi sẽ nói. Đó là cơ chế vận hành và kiểm soát nội bộ. Kế hoạch lập khi nào, do ai lập? Khi phát sinh các giao dịch tài chính kinh doanh, ai có quyền ký loại giấy tờ gì và hạn mức ký về mặt giá trị là đến bao nhiêu tiền? Hợp đồng nào, đơn hàng nào thì bắt buộc giám đốc phải ký. Loại giấy tờ nào thì không cần phải giám đốc để trưởng phòng. Tuyển nhân sự, cấp nhân viên, cấp chuyên viên ở phía dưới. thì giám đốc quyết định toàn bộ hay thằng trưởng phòng có quyền hay gì, nó có nửa quyền trong đó thì quyền của nó cụ thể là cái gì, chứ không thì các anh chị sẽ rơi vào tình trạng các anh trở thành trợ lý cho nhân viên. Thế nào gọi là trợ lý cho nhân viên? Vì cái gì cũng phải chờ ông về, 5 triệu tiền điện tiền nước tháng nào cũng phải trả, nhưng cứ phải chờ ông về ký tiền mới ra được, ví dụ vân vân. Từ cái báo giá trở đi cũng phải. Có những đơn vị là gì ạ? Tôi đã từng chứng kiến có những đơn vị là văn phòng chính ở đây, cửa hàng thì ở mé bên kia, nhưng bên cửa hàng nó cách đây 6-7 cây nó mới là cái chỗ bán hàng. Thế là cái gì ạ? Một ngày 3-4 lần thằng sale từ bên nó chạy về bên này đóng dấu. Ok, bây giờ dấu người ta cho thoải mái rồi, cớ gì ông quản làm gì, ông quản cho tôi mỗi cái nhật ký đóng dấu, ủy quyền cho nó ký, đúng không? Giải phóng công việc đi, vận dụng các cái ủy quyền về mặt pháp lý cho nó chặt chẽ vào và cho nó làm. Nhưng cứ động đến tiền thì nhớ này, cái gì là dòng tiền chi thì chúng ta phải link đến cái kế hoạch tài chính. Như vậy nó phải đi một bộ gì, nó đồng bộ với nhau. Cái điều đó nó lý giải tại sao là chúng ta cũng đi học về mô hình tổ chức, chúng ta cũng cố gắng ngồi bắt óc ra học đủ thứ ở trên màn để vẽ ra mô hình tổ chức của mình, nhưng nó cứ trượt làm sao, đọc nó cứ sao sao, đúng không ạ? Nhìn vào đấy người ta hình dung là chỗ ngồi với quyền lực theo phân cấp thôi, chứ người ta không nhìn thấy rằng chức năng nhiệm vụ người ta phải làm cái thứ gì. Mà ngay cả khi bắt tay vào viết một cái bảng chức năng nhiệm vụ, chúng ta cũng không phân biệt được thế nào là chức năng, thế nào là nhiệm vụ, thế nào là vai trò của người đứng đầu, thế nào là trách nhiệm và thế nào là quyền hạn. Về mặt ngôn từ Việt Nam nó đã khó ở chỗ thế rồi. Đó. Là vì chúng ta không dựng ra được cái ma trận công việc và cái tính ủy thác trong đó, nên vẽ cỡ nào cũng không thành. Ok. Tiếp tục. Sau khi thiết lập được cái mô hình kiểm soát tổ chức mà gắn với lại cái triết lý phát triển, gắn với lại cái chiến lược của công ty xong, việc kế tiếp chúng ta sẽ phải làm là thiết lập cơ chế vận hành và kiểm soát nội bộ. Đây là cái thứ mà tôi xin khẳng định là 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam làm chưa đầy 1/3 hoặc không có khái niệm về nó hoặc không muốn làm nó. Thế nào gọi là cơ chế vận hành và kiểm soát nội bộ? Đó là anh phải hình dung ra được ở tại cái doanh nghiệp của anh đó, thì cái dòng kinh doanh nó chảy như thế nào, nó bắt đầu từ khâu nào, bắt đầu từ khâu chuẩn bị đến khâu tìm kiếm khách, chốt được khách thì tiếp theo là gì, song song với quá trình có được đơn hàng thế thì đầu vào để chuẩn bị ra làm sao, tạo sản phẩm dịch vụ như thế nào, rồi đến lúc giao hàng, rồi đến lúc thu tiền, rồi đến lúc xử lý tranh chấp, rồi sau khi giao hàng, rồi đến lúc chăm sóc khách hàng, rồi xử lý sự cố, rồi thì khi sản phẩm dịch vụ đấy nó chết. Một cái lộ trình xuyên suốt như thế người ta gọi là cái dòng kinh doanh của công ty đối với từng sản phẩm dịch vụ. Thì ở cái dòng đó chúng ta xác định này, từng bước vậy ai có quyền đến đâu, từng bước như vậy cần có kế hoạch gì, báo cáo gì, kỳ nào thì cần phải kiểm soát. Ở các bước như vậy thì đâu là rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro là gì, thì đó là một hệ thống của kiểm soát nội bộ. Vậy thì quy trình quy chuẩn là một phần của kiểm soát nội bộ trong cái dòng chảy thông tin đó. Ví dụ bây giờ sợ rằng là nhân viên mua hàng nó mua sản phẩm dịch vụ với giá cao hơn, vậy biện pháp là gì? Đấy là rủi ro, đúng không ạ? Vậy thì biện pháp ở đây là anh phải có cái hoạt động nghiên cứu nhà cung cấp trước. Và thứ hai, anh phải có một cái trình tự phê duyệt nhà cung cấp mà anh cho rằng, công ty cho rằng đã loại bỏ được nguy cơ kênh giá. Thì xin thưa rằng các anh chỉ hạn chế đến mức thấp nhất có thể chấp nhận được thôi, tối ưu thôi, chứ không thể ngăn được hoàn toàn, trừ khi trực tiếp anh đi mua. Và tôi nói ngay cả khi trực tiếp anh đi mua cũng chưa chắc phải là cái giá tốt nhất, vì rất có thể nó mua còn rẻ hơn. Nhưng cái chúng ta lo sợ nhất đối với bộ phận mua hàng là gì? Nó mua giá không trung thực. Vì trong công ty thằng làm sớm nhất là thằng tiêu tiền, là thằng mua hàng. Đó, ví dụ thế. Hay là gì ạ? Khi chúng ta bán hàng thì ở cái khâu làm hợp đồng như vậy, chúng ta có dám chắc rằng nhân viên của chúng ta không đánh tụt giá xuống cho khách hàng để rồi nhận quà cáp từ khách hay không. Giá anh niêm yết từ 0 từ 8 đến 10 nhưng nó toàn bán giá 8 thôi. Vì ngoài tiền lương của anh ra thì thằng khách hàng nó có thể trả một khoản hoa hồng ngược. Tôi gọi là hoa hồng ngược, tức là nhân viên kinh doanh còn được ăn cả hoa hồng từ khách. Đấy là những bài toán thực tế tôi gặp rồi mà tôi phải cho quyết định là gì? Đuổi cả băng đi mày ơi, 7 thằng kiếm. Quản không được là do không kiểm soát nội bộ, ủy quyền không đúng mức, không kiểm soát giá trị của giao dịch. Nhưng mà ngược lại, nếu kiểm soát chặt quá nó làm sao? Nó đình trệ cái hoạt động trở lại, nó gọi là hành chính hóa hoạt động kinh doanh. Thế xong bắt đầu làm xong thời gian chết rồi. Bây giờ quy trình quy chuẩn lộn xộn quá hay mờ, không có đứa nào tuân thủ cái gì cả, biểu mẫu thì làm nhang lăng nhang. Thế là xoay lên cái bàn tìm, nào thì ISO đúng không? Nào thì tìm quy trình Smart Draw đủ thứ, mang về làm nó vẫn không đủ. Là vì sao ạ? ISO là một phần trong kiểm soát nội bộ, còn là kiểm soát chất lượng của quản lý và giao dịch. Nó có bằng này cái quy trình thì công ty chúng ta không nhất thiết phải như thế. Và cách tốt nhất là hãy bắt tay vào để xây dựng cụ thể cái quy trình mua hàng, quy trình bán hàng, quy trình tuyển dụng, quy trình sản xuất tài chính công ty chúng ta, và quy trình về xử lý rủi ro khách hàng, quy trình về xử lý khiếu nại khách hàng. Có những thứ chỉ cần quy định, và có những thứ cần phải có quy chuẩn, có những thứ cần phải có gì ạ? Có những thứ cần phải có cả quy trình và cả quy chuẩn. Nhưng quy trình quy chuẩn đấy phải đẻ tiếp ra đến biểu mẫu, nó thành một cái bộ như vậy, nó liên hoàn với nhau thì công ty và nhân viên mới vận hành được. Thì toàn bộ cái bộ như thế bao gồm có phân cấp phân quyền, bao gồm có yêu cầu về hệ thống, kế hoạch đồng bộ, rồi đến quy trình quy chuẩn để thực hiện tác nghiệp, rồi có cái hoạt động là đánh giá định kỳ 6 tháng 1 năm hay 9 tháng gì đó dựa trên cơ sở gì của kết quả nghiên cứu và phát triển để chúng ta cải tiến nó đi. Trước kia bắt đầu quy trình kinh doanh bán hàng gồm có 5 bước, tại sao phải cứ 5 bước, 3 bước cũng được không? Đúng không? Tại sao cứ phải đủ 7 thứ giấy tờ, 3 thứ thôi cũng được không? Vì nếu cắt được đi nó sẽ giảm chi phí, nếu cắt được đi nó sẽ giảm thời gian tác nghiệp, vân vân. Đấy là những câu hỏi thường trực. Thế thì những câu hỏi thường trực như vậy nếu phát hiện ngay ra mà sửa được ngay, người ta gọi là cải tiến hành chính. Khi một việc hôm nay chúng ta thấy chúng ta làm chưa tốt, chúng ta cố gắng thay đổi nó đi một chút để ngày mai nó tốt hơn. Ví dụ lau cái sàn nó chưa sạch, ngày mai tìm cách thay đổi cái lọ nước lau sàn đi, làm cho nó tốt lại, thì cái đấy gọi là cải tiến không ngừng. Vậy thì ở trong doanh nghiệp cái hoạt động cải tiến nó đòi hỏi liên tục, nhưng tái cấu trúc thì gì? Nó có thời kỳ của nó. Và có những việc các anh chị phải cải tiến liên tục, ví dụ giao tiếp, ví dụ phương thức giao dịch khách hàng nó phải liên tục. Nhưng mà cứ nay một quy trình, ngày mai một quy trình, nay thì bảo thằng này làm trưởng phòng, ngày mai thì bảo thằng kia làm phó phòng, là nó loạn tổ chức lên. Thì thay đổi liên tục cũng là bệnh của giám đốc. Bệnh thứ nhất là có hệ thống nhưng bản thân ông là người đầu tiên trong cái tổ chức đó không tuân thủ. Đấy là bệnh thứ nhất. Cái bệnh thứ hai là cái bệnh áng chừng. Chúng ta áng kinh doanh chứ chúng ta không phân tích dựa trên gì các con số cụ thể. Vì chúng ta nghĩ rằng là làm các con số cụ thể như vậy nó mất thì giờ, nó không cần thiết. Hãy cần thiết đi, hãy học cách làm giống như người Nhật vậy, làm từ từ nhưng nó sẽ nhanh. Người Nhật nó lập kế hoạch dòng tiền, nó chi tiêu, nó trả tiền đến từng nửa ngày, đến từng giờ. Nó báo với ông là gì ạ? Xe của mày á là ngày mai tao giao đấy. Thì có nghĩa là trước 9 giờ sáng ngày mai nó phải nhận được tiền này, và sau 9 giờ ok nó đẩy cho ông khác, hoặc nó on hàng lại. Nó tính từng giờ. Tại sao nó tính từng giờ? Vì công tác kế hoạch hóa cao độ. Mọi thứ là như vậy. Và khi có rủi ro xảy ra là nó biết là gì ạ? Nó đã phòng ngừa rồi nhưng nó không chống được. Còn chúng ta là biết thế, biết thế đếch làm thế này, biết thế ngày hôm qua đếch tin nhậu nữa, ở nhà giám sát anh em chỗ này thì đỡ mất cái hợp đồng, ví dụ. Thì đấy là những cái bệnh, mà những cái bệnh như vậy nó cần được khắc phục bằng một hệ thống kiểm soát nội bộ. Mà kiểm soát nội bộ thì cái người đứng đầu là đầu tiên là cái người giám sát và phải tuân thủ cái này đó, chứ nếu không thì hệ thống nó bể nha. Thế thì ở cái chỗ này chúng ta phải làm thế nào đó để đảm bảo mấy yêu cầu. Yêu cầu 1 này nó phù hợp với tổ chức. Điều này vô cùng quan trọng. Nó không thể như cái chuyện là thấy người ta mặc com lê đẹp quá cũng đi thử một đồ về, nhưng mà khổ lắm, thằng kia nó cao 1m7, nó mặc com lê đẹp, mình có 1m rưỡi à, 1m rưỡi thì chơi đồ khác đi, nhìn nó bách hơn, đúng không ạ? Chứ com lê nó không được. Thế lại chưa kể là gì à, cũng đi may com lê nhưng mà ra mua sắm một cái size nó quá khổ so với bản thân mình. Đó là gì, hoặc phải mất tiền nhiều hơn, mất nhân sự nhiều hơn, nhưng không đạt được cái gì cả, vân vân. Thế rồi yêu cầu thứ hai là tinh gọn, yêu cầu thứ ba là dễ làm, yêu cầu thứ tư là có hệ thống. Chứ không phải tôi lấy quy trình ở một chỗ xong tôi lại đi lấy biểu mẫu ở một chỗ xong tôi mang về tôi áp dụng, không được. Thì đấy là chuyên đề thứ tư, thiết lập cơ chế vận hành và kiểm soát nội bộ. Tiếp theo, công tác của nhân sự, xây dựng chiến lược nhân sự, set up hệ thống quản trị nhân sự. Thì cái này chia sẻ thêm với các chị nữa. Thời gian vừa qua nó rộn lên, nào thì KPI, nào thì 3P, nào thì đủ mọi thứ triết lý về lương, đủ mọi thứ phương pháp triển khai về hệ thống lương bổng và chi trả thu nhập cho người lao động. Thế nhưng về mặt bản chất, các anh chị hình dung ra cái cơ cấu thu nhập của người lao động trong công ty nào nó có khoảng 3 món, đúng không? Cái món thứ nhất là cái phần cơ bản cứng đó, đúng không ạ? Cái món thứ hai là theo kết quả, cái món cuối cùng là phúc lợi và đãi ngộ. Thực ra nó có 3 cái khung đấy thôi. Vậy bây giờ anh chấp nhận trả cho người ta ở cái khung cứng thì theo cách nào? Cho những ai giá trị và tỷ lệ của nó so với chi phí và doanh thu bằng bao nhiêu. Ở cái khung thứ hai, ví dụ như là kinh doanh, nó bán được doanh số thì nó ăn lương doanh số. Nhưng mà nếu chỉ cho thằng kinh doanh ăn doanh số thì các bộ phận gián tiếp khác gì ạ, nó cũng không bằng bằng. Vì rõ ràng bây giờ nếu anh bán 1 đơn hàng lương nó vẫn thế, nếu anh bán 100 đơn hàng mà nó không được gì thì nó không ủng hộ, phải không ạ? Cho nên chỗ này nó cần phải có một cái bài toán người ta gọi là tái phân bổ thu nhập từ kết quả. Vì rõ ràng thằng kinh doanh mày bán được hàng không phải công của riêng mày đâu, chắc chắn phải có giá trị từ tổ chức, chắc chắn phải có giá trị từ những người làm việc gián tiếp kia. Vậy chúng ta phải tính ra được ở tổ chức mình thì nên phân chia cái đó theo tỷ lệ nào. Ví dụ một cái quỹ để trả lương doanh số là 10 triệu tính trên một giá trị doanh thu nào đó, thì thằng kinh doanh được ăn 7, ăn 6 hay ăn 8. Nếu có nhà máy sản xuất thì thằng công nhân, thằng bán hàng được ăn đến bao nhiêu, nhà máy được bao nhiêu, anh em quản đốc được bao nhiêu, quản lý chất lượng được bao nhiêu, gián tiếp được bao nhiêu. Chứ không thể nào cho hết ông ấy được, trừ khi anh có một cơ chế tương tự như vậy cho các bộ phận khác. Thế đấy là cái thứ mà gì ạ? Cái thứ mà khi các hệ thống khác mang về Việt Nam mà không hòa nhập được với văn hóa của Việt Nam, không hòa nhập được với cái thói quen hiện tại thì không dẫn dắt được đội ngũ nó đi lên. Mà cái văn hóa đặc sệt của mình là văn hóa gì ạ? Anh chị, bình tĩnh. Đi làm việc hay bình tĩnh lắm. Nhưng nó có bình tĩnh nó mới làm theo chúng ta, phải không? Cũng không trách được. Vì sao? Vì cái hệ thống thu nhập của chúng ta trả chưa đủ hấp dẫn, và thường thì không rõ ràng. Cũng là vị trí nhân công việc đấy, nhưng nó là cháu ông, thế nào ông có đủ ảnh, đúng không ạ? Ông phỏng vấn các thứ là thế nào cũng có cái chuyện nọ chuyện kia. Rồi thậm chí khỏi phỏng vấn này, sắp xếp công việc cho đứa cháu này cả. Và thôi nó mới vào thế thì cho nó học việc là chính, thế rồi công việc thì cũng không quan trọng lắm đâu, lương thì như thế này nhé, không chỉ đạo hết rồi gì nữa. Vậy thằng quản lý nhân sự làm gì? Ngồi chơi. Thế rồi bây giờ có cái nhân sự đấy vào rồi, mới đầu thì em chào các chú, các anh, các chị, nhưng mà ít lâu sau thì nó không có quyền cao nhất, nhưng mà nó lại có quyền tác động cao nhất ở cái phòng đấy, vì nó là cháu sếp, có phải không? Cho nên trong công ty tư nhân chúng ta phải loại bỏ triệt để cái đó. Nếu không các anh lãnh đạn đấy, các anh lãnh đạn là thế này này, cái đứa đấy thì anh bảo nhưng mà nó là người nhà tôi tin được, nó không ăn cắp tiền của tôi. Nó không ăn cắp nhưng nó làm giảm nhuệ khí của những thằng khác, nó làm tụt cái năng suất chung của cái phòng và bộ phận đấy xuống, nó gây ra sự khó chịu cho những thằng làm được việc, vì thế nó phải. Đó mới là tạm hoãn, anh chị. Chứ còn con cháu mà lại làm được việc thì tốt rồi, nhưng phải công bằng. Thế tôi hay nói chuyện với mấy ông chủ lớn lớn, doanh nghiệp lớn. Và bây giờ ông tính thử cho tôi, trong công ty của ông bây giờ có bao nhiêu đứa gọi ông bằng chú, bao nhiêu đứa gọi bằng cậu, bằng anh, bằng ông, bằng bà. Tính sơ sơ ra đâu đến 5-7 đứa, mà phòng nào có cài cắm một đứa. Ừ tốt, có vẻ như anh đã răng một cái gọi là ma hồn trận ở đây để kiểm soát công việc cho anh. Nhưng mà thế bây giờ ông giảm cho nó lương 10 triệu, việc nó làm đáng mấy triệu, 500.000. Mà thôi cứ để đấy cho nó có tai mắt. Đấy là quan điểm sai lầm. Ông thương con thương cháu nhà ông gọi nó ra, này mày, tao cho mày 60 triệu, tao cho mày 100 triệu được chưa, ra kia mở quán cà phê. Hoặc đây chú có mặt bằng đây, chú cho mày 6 tháng tiền nhà, cộng thêm nguồn vốn 120 triệu mày đi, tự kinh doanh đi. Vì bây giờ thế nào, để nó ngồi yên ở đấy mà nếu nó không làm được việc, một năm ông chỉ cũng phải trả nó bằng lấy tiền mà. Tôi rách luôn khoản tiền đấy ra đưa cho nó đi, hỗ trợ đi cho nó quách xì dầu, phải không? Việc gì mà cứ ấm hờ giữa con với cháu với lại công việc thì không phải luôn luôn là như thế. Và tôi cũng xin lỗi ở đây nếu anh chị nào đang làm việc với tư cách là con cháu, nhưng nếu như thực sự chúng ta đánh giá một cách công tâm rằng vị trí công việc đó có quan hệ mà không làm được việc thì phải tìm cách mà điều chỉnh lên. Cho nên ở những công ty lớn hẳn hơn một chút nữa, người ta có hẳn một cái phòng đấy gọi là phòng con cháu. Cái phòng mà quyền đọc lên thì rất lớn, thực ra là chả làm việc cái gì cả. Đấy, người ta hóa giải đi. Bởi vì thế này, đôi khi văn hóa phương Đông chúng ta cũng khổ lắm. Chúng ta làm chủ doanh nghiệp, chúng ta làm một chút tiền, chúng ta cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với dòng tộc, phải không? Chuyện đấy không tránh được. Vậy thì nhưng phải có cách hóa giải, và tốt nhất là sòng phẳng. Thì đó, thì cái quản trị nhân sự này, việc đầu tiên là tôi nói cái câu chuyện đấy để các chị hình dung ra rằng nó phải tạo ra được một hệ thống ổn định và công bằng. Ở đây công bằng là thế nào? Ngay kể cả cái chữ công bằng trong thiết kế hệ thống nhân sự chưa chắc chúng ta hình dung ra một cách chính xác để làm đâu. Đó là nếu ta làm không cẩn thận thì công bằng là cào bằng. Nghĩa là sao? Nhân viên kinh doanh như kìa, nó vào đến 3 năm rồi, bây giờ lương nó có 15 triệu, mày vừa mới vào cái mày đã đòi 40 triệu, sao tao trả được? Thằng này mày bị rồ. Không có đâu. Nó 40 triệu, nó có giá của 40 triệu. Ông có đủ năng lực để sử dụng nó hay không? Vì xét cho cùng là gì ạ? Tổ chức của anh chỉ có thể phát triển được khi có những con người như thế. Có những con người đột phá như vậy, và có những con người dám đứng ra nói em không quan tâm đến cái chuyện hàng tháng em được bao nhiêu, nhưng kết quả em mang lại như thế thì anh để lại cho em bao nhiêu phần trăm, đúng không? Cho nên có những thằng giám đốc kinh doanh này, doanh số công ty là nền đẻ 200 tỷ một năm, nó về phát nó tốt hơn một ngày, đúng không? Nhưng mà chúng ta lại cứ hay cào bằng, mặt bằng chung nó trả lương kinh doanh cái ngành này có 15 triệu, cớ gì ta phải trả cho mày cả 5-60 triệu, cứ trả đi. Và hệ thống lương phải làm tốt đến mức nó muốn bao nhiêu trả bấy nhiêu, nhưng với điều kiện kết quả tương xứng là gì? Vậy cái chế tài ngược trở về là nếu mày không đạt được thì mày nhận bao nhiêu? Không đồng thì cho nó nhanh. Thế bây giờ nhiều phòng kế toán thì bảo anh ơi, nhưng mà trừ lương như thế vi phạm pháp luật, luật lao động mà không được trừ lương. Này, ta tính lương theo kết quả chứ ta không trừ lương, đúng không? Bây giờ tôi giao cho ông doanh số một tháng là 10 tỷ. Nếu ông đạt được 3 tỷ thì ông ăn 5 triệu tiền lương cơ bản. Vì nói thật là không có ông, công ty tôi vẫn có 3 tỷ đó. Bắt đầu anh đạt được 7-8 tỷ thì anh ăn bao nhiêu phần trăm lương doanh số? Chơi như thế chứ. Nghĩa là chúng ta đừng sợ con số tuyệt đối của giá trị tiền lương. Chúng ta phải tính nó theo một cái tỷ lệ nào đó, doanh thu hoặc lợi nhuận, hoặc là gì ạ? Hoặc là công nợ, hoặc là tỷ suất lợi nhuận họ mang về. Hãy thiết kế một hệ thống như thế. Thứ hai, hệ thống đó phải đảm bảo tiếp các yêu cầu. Nếu định kỳ hàng năm mà tôi đánh giá nhân sự thì đánh giá dựa trên tiêu chí nào? Là tôi dựa kết quả đánh giá của một lần cuối năm, hay tôi đánh giá suốt các tháng trong năm rồi tính điểm trung bình? Và khi điểm đó nó đạt đến ngưỡng nào thì người đó mặc nhiên được xét tăng lương. Mà nếu tăng lương thì bậc kế tiếp nó sẽ được là bao nhiêu tiền? Cho người ta rõ chuyện đấy ra để người ta toán tính. Còn nếu cái đó nó ở không nào thì giữ nguyên lương một năm nữa hoặc 2 năm nữa. Và nếu nó thấp hơn cái khung như vậy thì giảm một bậc lương. Và nếu thấp quá rồi thì gì? không tái ký hợp đồng khi đóng hàng sau một năm đầu, ví dụ. Hay là quy chế công ty, có những công ty nó khắc nghiệt đến mức là 2 năm liền mày không được tăng lương thì gì, sa thải, giảm cho mấy tháng lương sa thải. Còn nếu không người ta cứ ngồi đấy vì người ta không nhìn thấy rằng là có cố hơn nữa thì người ta cũng được bao nhiêu đó, đúng không ạ? Thế rồi thêm vào nữa này, nếu bây giờ cái thằng nó làm được việc đó, nó cứ đáp ứng được yêu cầu thế này thôi, nhưng bây giờ có thằng nó làm này, doanh số công việc hiệu quả tăng vọt như thế, thì chúng ta phải ước lượng ra được bằng con số của tài chính và trong quan hệ của lợi nhuận và năng suất lao động cá nhân, rằng khi nó đạt đến cái ngưỡng nào đó thì nó được ô tô hay được xe máy, khi nào thì nó được căn hộ chung cư. Chúng ta hay tính những bài toán hết nhẽ như vậy đi, thì người lao động nào thực sự có chí hướng phù hợp với tổ chức chúng ta sẽ biết. Còn nếu không, chúng ta sẽ có được một đội ngũ mà cứ yên tâm đi, nghiễm nhiên cuối tháng lĩnh lương. Đó là cái chết mà tổ chức không thể phát triển được. Cái sợ nhất trong doanh nghiệp là nghiễm nhiên đến cuối tháng lĩnh lương. Và cái sợ nữa là chậm lương người ta mà không có kế hoạch báo trước. Cái nữa là mập mờ không biết nếu đi đào tạo thêm tay nghề, kỹ năng nghiệp vụ ai sẽ trả tiền. Không biết nữa là kế hoạch đào tạo nội bộ trong 1 năm là những chương trình gì. Thế cũng có những công ty thuê hẳn giám đốc nhân sự về, giám đốc nhân sự quất cho một cái kế hoạch đào tạo trong năm dày đặc, bảo toàn họp với để đi học thế này thì nó làm gì mày ơi. Thế bây giờ giảm bớt đi một tí, thế xong cuối cùng là chủ tịch với giám đốc hỏi một câu là thì kế hoạch đào tạo thì em xây dựng dựa trên cái gì, rằng em dựa trên cái hiểu biết của em ở trên thị trường, có các hiện nay là có cái khóa nó đang hot, nó hot ngoài thị trường kệ nó, chứ công ty này chưa hot. Muốn đào tạo cái gì người ta phải có cái việc làm thế này này anh chị. Người ta đưa ra quy chuẩn nhân sự của từng vị trí, tức là vị trí công việc này nó cần phải có kỹ năng gì, cần phải có nghề gì, cần phải biết làm việc gì, cần phải có quan hệ thế nào, chiều cao sẽ làm sao, giới tính gì, học ở đâu. Cái đấy gọi là quy chuẩn nhân sự. Xong người ta phải có cái hoạt động cái gọi là đánh giá cái năng lực nhân viên bằng cái phiếu thẻ năng lực nhân viên. Người ta so cái năng lực đó ở từng thời kỳ và yêu cầu phát triển tổ chức với cái quy chuẩn kia kìa, và nó chênh cái gì thì người ta lập kế hoạch đào tạo cái đó, chứ không phải em thấy có mấy khóa ở kia hot lắm ấy, làm cái này để cho nhân viên nó nâng cao năng lực. Nâng cao năng lực ở những thứ tôi không cần, vì tổ chức tôi cần cái này chứ tôi không cần cái kia. Họ đi học 5S, tao không cần 5S, tao cần 3S thôi, làm trước cho tao 3S thế nào. Ví dụ như vậy. Thì cái đó là yêu cầu thiết kế hệ thống quản trị nhân sự. Thì từ cái tư tưởng đó thiết kế đến cơ chế ra bản lương mẫu soạn thảo tiếp đến quy chế. Quy chế rồi thì nó phải được thực hiện bằng một loạt các tài liệu biểu mẫu. Tuyển dụng bây giờ thường form nào, quy trình xử lý ra làm sao, ai là người quyết định. Nếu nhân viên nghỉ việc thì bàn giao bằng mẫu nào, quyết định của giám đốc được gửi đi những đâu. Chứ không thì thôi rồi anh chị ơi, cái thằng nghỉ thì bảo là em đã bàn giao hết trách nhiệm của em rồi, nhưng mà thằng tiếp nhận thì bảo em chả nhận được cái đích gì cả. Đó. Cho nên một mặt nó triệt tiêu cái động lực làm việc của người ta, một mặt chúng ta không tạo ra được một cơ chế tài chính tiền lương rõ ràng. Và muốn làm thế nào thì làm, cuối cùng các anh chị lại phải đưa nó về ESG, tức là cân bằng 4 yếu tố. Một là tiền lương, năng suất trên đầu người và quỹ lương. Quỹ lương đó bằng bao nhiêu % của doanh thu hoặc bao nhiêu % lợi nhuận anh chấp nhận, thì nó tương ứng với số lượng và chất lượng lao động là bằng bao nhiêu. Anh đào tạo quản lý người ta như thế nào, anh nâng cao năng lực và phát triển về mặt con người cho người ta làm sao. 4 yêu cầu đấy tạo thành cái gọi là chiến lược tiền lương, chiến lược tiền sự. Vậy thì từ nãy đến giờ các anh chị nhận thấy rằng à, đâu đó nó đều xuất phát từ cái lõi tài chính của công ty này. Vậy thì bản chất của vấn đề nó nằm ở cái chỗ là từ trước đến nay chúng ta làm có thể nó chưa tốt là vì chúng ta không suy từ lõi tài chính. Lõi tài chính là gì? Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bao nhiêu, tỷ suất lợi nhuận cho ông chủ bằng bao nhiêu. Tính toán cái đó trước ra, vậy thì những thứ khác được hoạch định kèm theo cái đó. Và nhắc lại, trong quản lý tài chính, quản lý công nợ, quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, đừng sợ con số tuyệt đối, hãy chỉ tính đến tỷ trọng của nó mà thôi. Miễn là anh đảm bảo yêu cầu là gì ạ? Doanh thu lợi nhuận thì tăng, nhưng chi phí tương đối thì giảm. Nó tăng về mặt giá trị nhưng nó giảm về mặt tỷ trọng, nó làm tỷ suất lợi nhuận của anh tăng lên, thế là giảm yêu cầu. Ở đây hai đối tượng làm việc với các cái đơn vị lớn như là VNPT hay là Viettel, các anh chị thấy nó giao chỉ tiêu hàng năm cho cơ sở. Doanh thu năm nay tăng 12% chúng mày, nhưng chi phí tao cắt 11% hoặc cắt 15%. Làm đi. Nếu làm được thì ngồi ở vị trí giám đốc chi nhánh, còn nếu không thì ta điều chú sang làm văn hóa tư tưởng. Nên họ cũng kinh lắm đấy chứ không phải không. Tiếp theo, nhân sự xong rồi đến tài chính. Tài chính có hai phần, phải hoạch định cho nó rõ. Một là chiến lược về nguồn vốn, vay ở đâu, vay ngắn hay vay dài, vay để làm gì, hay là huy động bạn bè, hay là chơi vốn cổ đông, hay là thôi bây giờ bán tài sản rồi góp thì góp bằng tiền để tôi tài trợ vốn lưu động, hay là góp bằng tài sản để tôi tài trợ cơ sở sản xuất, là phải định. Thế rồi các cái chỉ tiêu tài chính trong ngắn hạn, trong dài hạn, hoạch định cho nó rõ. Tôi quản trị tài chính nó bằng cách nào, bao gồm có vận hành tài chính bằng cách nào và xử lý rủi ro tài chính bằng cách nào, quy chế tài chính là làm sao, kế hoạch tài chính gồm những phần nào. Thì ở cái mục này tôi mong muốn các doanh nghiệp hãy làm đủ như sau. Đầu năm cần phải có kế hoạch tài chính kinh doanh cả năm. Mà muốn lập kế hoạch tài chính kinh doanh cả năm thì nó phải được cấu thành từ các kế hoạch thành phần, bao gồm kế hoạch bán phải làm trước để nó ra demand, tức là ra yêu cầu. Kế hoạch bán thì đến kế hoạch mua, kế hoạch sản xuất và kế hoạch xây lắp. Kế hoạch về nhân sự và quỹ lương, kế hoạch về đầu tư mua sắm, kế hoạch về truyền thông PR marketing, kế hoạch về dòng tiền, và ghép tất cả 7-8 thành phần đó nó vào thì tính ra được một bản dự thảo doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Từng tháng một bốc phần kế hoạch tương ứng của tháng ra, căn cứ với tình hình thực tế của tháng trước và dự báo của tháng sau, căn cứ vào những tồn đọng và những mong muốn cần phải xử lý ở tháng hiện tại, chỉnh lại thành kế hoạch hành động của tháng, và cuối tháng mới có cơ sở để đánh giá kết quả làm việc của nhân viên. Chứ xin thưa rằng các ông cứ bảo với tôi rằng là em đánh giá bằng hiệu quả công việc, nhưng hiệu quả của ông đo bằng cái gì? Không có kế hoạch không đo được, không có tiêu chuẩn không đo được. Thế là đến lúc đi đánh giá nhân sự, bộ phận hành chính nhân sự bảo theo quan điểm của em thì phải thế này, theo quan điểm của anh thì phải thế kia, thế là cãi nhau. Cái sợ nhất là khi đánh giá nhân sự, khi đánh giá kết quả công việc, cứ bảo là theo quan điểm của tôi, không có quan điểm gì hết, yêu cầu là thế này và quy chuẩn là thế này, tao mang cái thứ mày làm tao so với yêu cầu và tiêu chuẩn, đạt hay không đạt, mà nếu đạt thì bao nhiêu phần trăm, thế thôi, không nói nhiều. Nghĩa là ở khâu đánh giá, nếu làm tài chính tốt thì các anh sẽ số hóa được tất cả các chỉ tiêu đánh giá của nhân viên, mà đánh giá toàn diện hẳn hoi. Rồi, giống như câu hỏi vừa rồi bạn Giải Lao hỏi, bây giờ công nợ của em nhiều quá, lập kế hoạch đòi mãi rồi vẫn không đòi được. Nó xuất phát từ cái đó, xuất phát từ không có một cái kế hoạch bán, không có một chiến lược bán mà tôi sẽ bán cho nhóm khách hàng nào. Và chiến lược vừa rồi là kịch bản thu hồi nợ ra làm sao, và bây giờ sửa nào không sửa được. Có những thứ trong quá khứ anh đã làm rồi, giờ anh phải chấp nhận, anh phải chấp nhận mất bao nhiêu phần trăm trong đó anh thu hồi được vốn là tốt lắm rồi. Còn nếu không anh phải tính toán phương án tài chính để gì ạ, không bị ảnh hưởng bởi cái khối nợ khó đòi như vậy. Đó. Cái này em ngân hàng sau này em tư vấn cho khách hàng của em. Quan trọng là dòng tiền và công nợ thu về, chứ không phải quan trọng là hợp đồng to em ký. Thế còn từ nay trở đi thì chương trình bán hàng ra làm sao, kịch bản chỗ nợ như thế nào, chương trình đòi nợ, kế hoạch đòi nợ và trách nhiệm đòi nợ thuộc về em. Đó. Thì nó nằm trong cái khuôn khổ của toàn bộ cái gọi là chiến lược, kế hoạch và tài chính. Làm cho thật tốt cái chỗ này vào. Và chỗ này thì chia sẻ với các anh chị một chút. Tôi đi triển khai tại các doanh nghiệp nhiều, thế là ngồi một ngày không ra được kế hoạch, các bố nản. Thì tôi xin thưa về mặt tâm thế để làm kế hoạch. Nếu kế hoạch của năm kế tiếp các anh phải dành ra ít nhất hàng tháng để suy tư, suy nghĩ về nó mới lên được. Vậy nhưng hàng ngày công việc của em phải làm. Muốn làm gì thì làm. Trước tháng 12, một ngày em phải dành ra 1 đến 2 tiếng để làm các kế hoạch. Với anh em, mỗi ngày làm một chút. Chứ đừng gì ạ, đêm về là âm thầm ngồi soạn kế hoạch xong rồi thì chuẩn bị đến đầu năm thì mang ra họp công bố với công nhân viên. Đó là cái thứ sáng tác của anh, chứ không phải cái thứ được phân tích bằng nội lực của tất cả anh em. Cho nên cái tâm thế làm kế hoạch cũng quan trọng, là đừng làm một mình. Và đừng nghĩ rằng ngồi 1-2 ngày, thậm chí em đi nghỉ mát Nha Trang, em ra bén resort, em ngồi em soạn kế hoạch. Không nên. Làm kế hoạch là chuyện của toàn công ty, chứ không phải chuyện của ông chủ. Và hãy làm theo phương thức phối hợp, là anh dự thảo ra cái điều mong tính chất là định hướng, mong muốn các giá trị tổng, yêu cầu các bộ phận họ phân tích đánh giá từ dưới, có tham khảo gì bộ dữ liệu của các năm trước và dữ liệu ngành của đối thủ cạnh tranh, sau đó khớp từ trên xuống và khớp từ dưới lên. Hãy họp cãi nhau cũng được, đập bàn đập ghế với nhau cũng được, nhưng phải ra cái kế hoạch được phê duyệt chính thức bằng văn bản. Rồi kế tiếp mới phân rã sang kế hoạch của các bộ phận. Từ các bộ phận nó mới chẻ việc phân cấp công cho nhân viên. Và chỉ khi nào các anh chị có kế hoạch, các anh chị mới hình dung ra được nếu có rủi ro nằm ở đâu. Rồi giữa năm thì ở khoảng từ ngày nào đến ngày nào của tháng 6 là cái ngày bắt buộc phải dành đến một tuần để review, đánh giá và điều chỉnh lại kế hoạch cả năm. Và có một thông điệp tôi muốn nói ngay từ hôm nay với các anh chị. Xây dựng kế hoạch và quản trị thông qua kế hoạch của công ty là một phương pháp, chứ đừng nhìn nhận đó là một công việc. Cho nên rất nhiều công ty hô hào lập kế hoạch em ơi, lập kế hoạch em ơi. Thế là đưa chỉ tiêu lập kế hoạch vào KPI. Nó bảo em không cần lương KPI. Anh thích thì anh trừ đi. Tại vì KPI của ông đánh giá có 30% hoặc 20% cơ cấu thu nhập của nó đất cả. Không làm gì nó. Thứ hai là làm chống đối. Vậy lời khuyên chống đối cũng bắt làm. Thời gian đầu nó chống đối kể đâu. Làm ép liên tục từng tuần từng tháng như vậy, khi nào chúng ta cảm thấy nó trở thành tập quán làm việc của nó rồi, thói quen ấy, thì lúc ấy nâng dần cái chất lượng lên. Vậy một tâm thế nữa khi các anh quản trị ở cấp độ công ty là đừng kỳ vọng khi nó lập kế hoạch nó đã lập tốt ngay. Đầu tiên nó lệch đến 20-30% kệ nó, được không ạ? Sau chúng ta cứ khóa dần này. Và đến lúc nào nó dao động vào khoảng 7-8% là ok rồi đấy. Nghĩa là trong cái chỉ tiêu đánh giá về kế hoạch sau này thì ngoài việc anh lập đúng kỳ, đúng hạn, đúng mẫu, còn phải có một yêu cầu nữa là nếu mà cuối tháng báo cáo mày lệch quá 8% coi như mày không hoàn thành công việc lập kế hoạch. Chứ chúng ta bị lừa nhiều trong cái chuyện lập kế hoạch. Bây giờ phòng sale bảo em ơi kế hoạch bán tháng tới thế nào đây? Thế là nó bảo là đây em lập kế hoạch đây, doanh thu tháng này là 5 tỷ. Cuối tháng bùng phát nó báo doanh thu 10 tỷ anh ơi. Vỗ tay lẹt đẹt sướng quá. Xin thưa rằng nếu như họ lập kế hoạch mà họ đạt được vượt quá 20% là các bố đang bị lừa. Đó là nó đánh tụt chỉ tiêu kế hoạch thấp xuống để đạt thành tích cao hơn. Hai là công tác dự báo quá kém. Dự báo mà lệch trên 20% thì nó có những nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân 1, dư địa bán hàng trên vùng thị trường nó còn quá lớn là đội sale không thể nào lợi hóa được. Thứ hai, dư địa về khả năng tăng giá trị đơn hàng và tăng khả năng bán hàng của đội sale còn rất lớn nhưng nó chưa làm hết sức. Chứ đừng nghĩ nó tải anh chị. Thì đấy, yêu cầu công tác kế hoạch nó còn phải có một cái nền tảng, có góc nhìn về quản trị như vậy nữa nó mới thành. Chứ nếu không thì chúng ta cứ luôn rơi vào tình trạng kế hoạch hóa tập trung giống nhà nước vậy, đúng không? Kế hoạch năm trước là mơ ước cho năm sau, điều đấy nguy hiểm vô cùng. Ok, đến chỗ này nó phải cụ thể hóa đến từng cái mẫu về quản lý tài chính, chương trình và trình tự về kiểm soát tài chính, chương trình về vận hành tài chính, phê duyệt các định mức. Trong cái chương trình này nó phải xây dựng được các định mức. Thế nào là định mức? Trong doanh nghiệp cái hệ thống định mức về tài chính nó có hai cái phần. cái phần là những giá trị định mức tuyệt đối. Ví dụ mày đi công tác, một ngày công tác phí 300.000 là 300.000 thì đó là gì? Là định mức giá trị. Nhưng có những loại là chi phí truyền thông PR tháng này hay tháng nào không cần biết, tối đa 3.5% trên doanh thu của bạn, nhưng tối thiểu không được dưới 2%. Ví dụ như vậy, vậy thì người ta sẽ tự quyết định rằng tháng này người ta sẽ chi đến 3, nhưng tháng sau người ta giảm xuống. Nhưng mày phải đảm bảo cho anh nhé, trung bình một năm không quá 2.8. Nhưng em có quyền quyết định trong từng tháng cá biệt là 3.5 hay 2 chấm tùy em. Và tùy em như thế nó phụ thuộc vào cao điểm, thấp điểm và tình hình cạnh tranh thực tế trong bối cảnh khó khăn của phòng sale. Thì đấy là hệ thống định mức tài chính. Đến định mức tài chính thì nó mới nảy ra được một cái vai trò quan trọng của người làm kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Xưa này chúng ta cứ nghĩ, chúng ta viết mô tả công việc, chúng ta phân công nhiệm vụ cho kế toán trưởng, làm thuần các việc của kế toán viên. Là vì chúng ta không có hệ thống tài chính nên kế toán trưởng loanh quanh cũng chỉ làm mấy việc: soát xét nhiệm vụ, kiện toàn hoàn thiện hồ sơ, giao dịch cơ quan thuế, nói to bản hết rồi đúng không? Có thế không? Thậm chí kế toán trưởng đi viết luôn cả phiếu thu phiếu chi, hành toán cụ thể. Mà thôi, nhưng mà công ty em có mỗi đứa kế toán thôi, cả trưởng, cả phó, cả nhân viên là nó cả thì cũng ok, không sao cả. Nhưng nếu công ty đã có kế toán trưởng thì phải rõ ra. Đó là lúc này khi anh đã có đến các cái định mức về tài chính, định mức chi tiêu theo kế hoạch và dòng tiền, thì vai trò lớn nhất của kế toán trưởng anh đảm bảo một tính pháp lý của các khoản giao dịch. Hai, nếu các khoản chi phí hoặc chi tiêu nó vượt quá định mức thì trách nhiệm của anh là stop nó lại, báo cáo lại, tìm biện pháp. Vì chỉ có như thế thì anh mới giữ được cái tỷ suất lợi nhuận theo kế hoạch anh làm. Vậy thì phương án để quản lý tài chính của doanh nghiệp là xây dựng kế hoạch trước, vận hành cùng theo nó là hệ thống phân cấp, phân quyền, ký duyệt, kèm theo một hệ thống định mức. Vậy thì quy định của tôi là cứ cái gì trong kế hoạch và nằm trong định mức, cứ như vậy mà chạy, đưa lên là tôi ký, không cần xem nhiều. Nhưng nếu vượt kế hoạch hoặc vượt quá định mức đến bao nhiêu %, kế toán trưởng dừng nó lại, tìm phương pháp. Phương pháp là gì? Bây giờ đầu tư mua sắm anh ơi, kế hoạch tháng này không có đầu tư mua sắm. Tại sao mày đề xuất đầu tư mua sắm? Còn trả nợ cho thằng kia lên thêm 2 tỷ nữa anh ơi, kế hoạch tao trả nó chỉ có 3 tỷ xong rồi, không có 5 tỷ đâu. Tại sao mày đề xuất 2 tỷ mà nó đòi rát quá? Mày được gì của nó hay không mà mày đi đòi tiền ngược thế? Vì rất nhiều trường hợp công ty chúng ta bị một tình trạng là nhân viên của ta đi đòi tiền cho khách. Đòi chính chúng ta này nè. Cứ nghĩ mà xem, nếu các anh chỉ có một danh sách 10 đến 20 cái yêu cầu phải trả, thằng nào đòi rác, thằng nào quan hệ tốt với nhân sự của mình, nó sẽ xếp yêu cầu đó lên trên. Và các anh sẽ mắc phải câu chuyện đó. Cho nên hãy làm mọi thứ theo kế hoạch. Kế hoạch tháng này trả ông 2 lệnh, mỗi lệnh bằng này tiền là có thế thôi. Và thế bây giờ là nếu mình không duyệt cho nó, việc nó dừng lại không có. Trong quy trình vận hành của tôi đã nói trước, nếu anh vi phạm vào kế hoạch tài chính và định mức, anh phải tự đi đàm phán nhưng vẫn phải đảm bảo công việc. Trừ khi đó là sự kiện bất khả kháng và nó xảy ra bất thường, chúng ta sẽ họp nhanh, họp bất thường để giải quyết một vụ này thôi chứ không có tiền lệ. Đó. Thế mà bây giờ anh không đầu tư mua sắm, không có cái bàn là mà anh không họp được. Mày ngồi tạm bằng cái ghế nào đó và ngồi xuống sàn mà họp đi, tháng sau sẽ buồn. Vì chúng ta nhớ rằng quản lý tài chính nó giống hệt hộ gia đình các anh chị, khéo làm thì non, khéo co thì hợp. Nếu tài chính được chi tiêu đúng kỳ và đúng giá trị, nó sẽ tạo ra đúng giá trị tích lũy các anh chị cần trong một giá trị nào đó trong tương lai. Còn nếu không, các anh chị sẽ rơi vào tình trạng là gì ạ? Tiền kiếm về cũng nhiều đấy, nhưng tiền bị phân tán nhỏ ra. Và đừng chủ quan với những khoản nhỏ đấy, nay cái ghế, ngày mai thay cái camera, ngày mốt thì gì ạ? Dán cái kính. Nhưng cứ liên tục như vậy thì nhân viên họ sẽ tạo thành một cái tập quán vô cùng xấu, là cứ cần cái gì nó đề xuất cái đấy, cần cái gì nó đề xuất cái đấy. Hãy làm cái việc là trước khi nó đề xuất, nó phải nhìn kế hoạch có không đã. Trước khi nó viết vào cái phiếu xin tạm ứng tiền lương, nó phải biết rằng nếu hôm nay ký, sếp ký thì nó được ứng bao nhiêu. Chứ không có chuyện là hôm nay em cần 3 triệu anh ơi, mày cần kèm. Cơ chế của công ty trừ trường hợp này nha, xử lý riêng ra quán cà phê này, Tiền riêng anh đưa chúng, còn lại định mức công ty anh cũng không vi phạm được, được chưa? Trừ trường hợp đây là các sự kiện bất khả kháng. Thế còn lại đến ngày hôm nay lương 10 ngày của mày đáng giá là 10 triệu, ok. Công ty chi tạm ứng là 8 triệu, có thế rồi. Để đỡ phải nhì nhèo, đỡ phải lên là hỏi anh ơi trường hợp này có phê duyệt hay không, đúng không ạ? Vì chúng ta nhỏ cỡ 10 người ta kiểm soát được, chứ mấy chục người, hàng trăm người ta làm sao đây? Nó vậy. Cuối cùng, xin lỗi, thứ 7. Tiếp theo là truyền thông, quảng cáo, xây dựng đội ngũ bán hàng. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng ít nhất tôi chỉ cho các anh chị xây dựng được một hệ thống bán hàng. Trong đó có quản lý nhân viên bán hàng và vận dụng công nghệ để truyền thông bán hàng bây giờ. Vì thông thường chúng ta làm việc này rất đơn lẻ mà không gắn với cái thứ người ta gọi là giải pháp giá trị ở bước đầu tiên. Giải pháp giá trị nó xác định tập khách hàng tiềm năng của anh. Tập khách hàng đấy nó có cái thằng khách hàng nó gọi là khách hàng tiêu biểu. Khách hàng tiêu biểu là độ tuổi nào, giới tính nào là chính, nguồn thu nhập là bao nhiêu, họ ở đâu, thói quen tiêu dùng như thế nào. Thì đến khi anh xây dựng cái chỗ này mà anh tập trung vào đó, đúng không? Anh lập cái kế hoạch truyền thông quảng cáo, anh tập trung vào đó. Rồi phương thức chi trả, thu nhập cái đội sale là như thế nào, rồi phương thức phân phối ra làm sao. Cũng là quảng cáo online, tại sao có những thằng nó làm tiết kiệm tiền thế, mà tại sao có những thằng mà mình làm một tháng cả tỷ bạc mà không mang lại cái gì, chỉ làm cho nó sướng tay, vân vân. Thế rồi bảo tôi khi kinh doanh em phải quan hệ. Thế bây giờ anh có thể cắt bớt cái gì, cái ngân sách cho cái việc quan hệ để mà kinh doanh theo cái kiểu truyền thống, để bây giờ tôi ném sang quan hệ khách hàng để lôi khách hàng về hay không? Hay cớ thì cứ phải giữ quan hệ? Hay là nhất thiết là tôi cứ phải giữ toàn bộ khách hàng của tôi hay không? Hay là một năm tôi phải đuổi đi bao nhiêu? Đúng không? Các anh chị không nhất thiết phải giữ lại toàn bộ khách hàng của mình, vì trong số khách hàng của anh chị, tin tôi đi, sẽ có 20% khách hàng lớn nắm giữ tiền mang lại đến trên 80% doanh nghiệp. Và ngược lại, các anh chị bỏ ra hơn 80% công sức và nguồn lực để chăm sóc cho 20 thằng lằng nhằng nhất, 20% những thằng lằng nhằng nhất. Đã nhỏ thì hay nợ tiền, có đúng không ạ? Đã nhỏ thì đã không chuyên nghiệp, rất hay nợ tiền, rất hay có những việc vi phạm hợp đồng, các thứ này kia. Cho nên nhất quán trong cái yêu cầu của đội sale là mày một năm mày đuổi đi cho anh 20% hay là 10%, nhưng muốn đuổi đi thì phải tìm trước cho anh 20% thay thế. Nghĩa là chúng ta gì? Tinh lọc dần cái chất lượng khách hàng lên, không nhất thiết phải giữ lại toàn bộ. Chúng ta tôn trọng những khách hàng mà nằm theo tiêu chuẩn của chúng ta. Bảo bây giờ mình đi bán hàng bán khó bỏ cha rồi còn phải tiêu chuẩn. Xin thưa thà ông không bán còn hơn, chứ ông bán ông mất tiền đấy, tôi nói trước. Đấy. Cho nên có những cái doanh nghiệp họ chỉ xác định bán cho FDI, chỉ bán FDI. Còn với doanh nghiệp Việt nha, đưa tiền trước, không mua thôi, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta đã theo lao rồi thì chúng ta cứ phải theo mãi. Thứ 8, đây là cái thứ mà tiêu tiền đến chết mà hệ thống vẫn không đến đâu. Đó là ứng dụng công nghệ quản lý. Hôm nay thấy phòng sale nó kêu anh ơi thông tin khách hàng bây giờ lộn xộn lắm, từ trước nay bọn em làm Excel ok, mua CRM có gì đâu. Phòng kế toán kêu anh ơi phần mềm cũ này lạc hậu quá, ok mua phần mềm kế toán có gì đâu. Vậy thì nó phải có một cái phương thức nào để đánh giá cho bằng được cái loại phần mềm và quy mô đầu tư ra làm sao, và sự tương thích giữa các phân hệ phần mềm mà chúng ta ứng dụng trong công ty nó phải nói chuyện được với nhau. Tránh cái trường hợp là thằng nhân sự thì làm xong lương xong thằng kế toán lại đi cầm nhập lại từ đầu, đúng không? Thằng CRM làm xong thì đến khi mà gì tổng kết doanh số một cái thì kế toán lại đi nhập từ đầu, và cứ như thế nó tạo ra cái thứ không năng suất, nó tạo ra cái thứ khó chịu, và nó tạo ra cái thứ tiêu tiền nhưng không trúng đích trong cái đầu tư công nghệ. Bây giờ nó có nhiều thứ lắm. Thế rồi bây giờ bán hàng online thì nào là mua phần mềm lấy số điện thoại tự động của khách hàng, nào thì là mua data dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi sẽ chỉ cho các vị là cái gì là an toàn nên làm và cái gì không nên làm nếu chúng ta xác định kinh doanh một cách bài bản, chứ không phải là chụp giật bài phát. Nếu chụp tôi chỉ cách chụp, còn nếu muốn làm bài bản thì hãy làm đến như vậy. Thì nguyên cái bộ làm được toàn bộ các bước như vậy theo 8 cái trình tự tôi vừa mới trình bày với các anh chị là nó sẽ tạo ra được một cái gọi là hệ thống quản trị và vận hành công ty bài bản, và từng năm thì chúng ta có cái hoạt động đánh giá nâng cấp cho nó thì nó sẽ được. Và nếu doanh nghiệp nào mới chưa xây dựng thì hãy bắt tay vào làm từ đầu, và nếu doanh nghiệp nào đã đang hoạt động rồi thì đánh giá thực trạng của mình để tái cấu trúc. Và tâm thế là thế này, hãy xác định rằng câu chuyện này là một năm hoặc hơn một năm mới có kết quả thực sự, chứ đừng nghĩ em về họp công ty lại làm trong một tuần là xong đâu, không có nha. Không đời nào có mùa xuân tươi đẹp như thế. Và hãy lựa chọn cái gì ưu tiên trước thì làm trước, cái gì tồn tại nhiều rủi ro trước thì chúng ta làm trước, làm từng bước một, cứ làm đi rồi sẽ làm. Và ít nhất thì buổi trao đổi ngày hôm nay tôi thay đổi cái mindset trong suy nghĩ về tổ chức vận hành doanh nghiệp của các anh chị, và định hình cho các anh chị biết rằng một hệ thống quản trị đồng bộ nó bao gồm các thành phần như vậy và các trình tự triển khai như thế, chứ không nên nhặt chỗ này một chút, nhặt chỗ kia một chút mang về đáp vô, nó không đi đến đâu cả anh chị, chỉ tốn công tốn sức của các anh chị thôi. Thà rằng cứ ghi sổ chợ giúp em, tao không cần biết hôm nay bán hàng bao nhiêu, tiền thu về bao nhiêu, nợ bao nhiêu, còn hơn, đúng không ạ? Cho nên nếu đã làm thì phải đồng bộ. Và cái yếu nhất trong các doanh nghiệp của chúng ta là khi tiến hành hệ thống và thiết kế công ty là thiết kế không đồng bộ. Không. Thì tôi tình nguyện làm tư vấn đồng hành với các anh chị bằng một phương thức nào đó. Rất mong rằng hàng tháng thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, và rất mong rằng là tôi sẽ dựng cho bằng được một cái diễn đàn để setup công ty chung cho chúng ta trên toàn lãnh thổ Việt Nam, để chúng ta có những cái kinh nghiệm chia sẻ, tài liệu kiểu mẫu chúng ta chia sẻ với nhau. Thì tôi đã xúc tiến cái việc đấy rồi. Thì nội dung tôi chia sẻ hôm nay đến đây tôi xin tạm dừng. Tài liệu bài giảng này và hệ thống các cái KPI tôi sẽ gửi qua email cho các anh chị. Thế và tôi rất mong là các anh chị đăng ký tham gia chương trình này theo cái lịch trình trước chúng ta giới thiệu ngay từ đầu. Và toàn bộ chương trình trong thời gian 9 tháng. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Sau đây thì tôi sẽ trả lại điều kiện cho chị Quỳnh.